thế kỷ 21 Giang Trạch Lan, một cái bình thường không có gì là nhân viên văn phòng, lại tại một đêm mưa bị lôi điện đánh trúng, hồn xuyên vào nguyên quốc nữ đế, mở ra cung đấu hình thức, chữa khỏi bị nữ đế đánh chửi sợ nam quân hậu Tô Minh Triệt, một đường qua ải trảm tướng, bắt được mưu phản nhân vật phản diện, cuối cùng ở lại thượng nguyên quốc. Chương 1 Thượng nguyên đế quốc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Bổn quân là bệ hạ thân phong quân sau. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Bệ hạ, người như thế nào? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Tại sao khóc? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Nữ đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Tốt Làm cho đầu ta đau. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Người tới, gọi ngự y, nhanh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 8 Ai biết tổ tông này lại muốn làm cái gì chết đâu? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Bệ hạ, thần quân không có. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Vẫn là chưa tin trẫm sao? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.